Nhường người nhường. Đó, Bây giờ chúng ta nghèo quá thì giờ sao giờ? ai biết, đói quá cũng chả có cái gì để ăn bỏ vào bụng, bây giờ biết làm sao đây. Căn nhà tàu, cái căn nhà xấu quá vậy Một cái lần luôn mà không có thức ăn để ăn rồi. à. 3 ngày chưa ăn được một bữa. Trời Trời ơi, đó bây ơi, giờ tối rồi sao bây giờ? mình không biết nữa, bây giờ nó tối quá. Hay mình có ý này, Vậy chúng ta đi cướp ngân hàng đi. ok, vậy được á. Ê, hay mình đi ngủ trước rồi đó. Mà khoan, cậu hành động buổi tối đi. Nhưng mà đi mà phải vậy đi, trời ơi chạy. Tôi vừa coi, nhưng mà coi chừng tôi bị ghê cảnh sát quá cái nha. Ê, chị Không sao. phan phan tại tôi nhớ trong gương cái ông chủ lúc mình á, ổng cho mình mấy cái đồ gì đó. Ê, phải không? Ý, có điện thoại nè. Ủa, cậu sử dụng đi, mình sử dụng một cái được rồi. À, ta lấy cùng. Rồi, À, có người tên của cậu đó. lấy cùng nè. Thôi chúng ta giấu mặt bằng bằng cái đầu xương đi ha, rồi chúng ta Ok. đem theo Lấy cúp. Ok. He, chúng ta bằng đồ. Ok. Chúng ta hành động thôi. che mặt này cô ơi, chứ không thấy, không thấy. Sẵn sàng chưa cậu? Ok. Nhanh lên, cảm ơn, cảm ơn. Đi. Phải phải đi chậm thôi, đi chậm. Mấy cái người mấy anh này hức khuya lắm cơ mà. Ông coi chừng nha. Chuẩn bị lấy súng ra. Coi núp 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 ở đây, núp ở đây, núp ở đây. Mấy mưa tôi bị thấy rồi. Rồi, 1 2 3 xong lên vô nha. 1 2 3. Đứng yên. Đứng yên, đứng yên hết. Bắn hết trơn á. Dạ em chừa mà mấy anh. Giờ mấy anh muốn gì? Tiền tụi bay đâu? Tiền của em hả? Nó đang giấu bên kia kìa. Có cái gia Ê, đình đó. thằng này à, tính tụi cũng sát hả? Ôi tôi, em không có, em không có. Đừng, 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 đừng giết em, đừng giết em. Mày thật à, mày tính gọi nữa hả? À, em không có, em đừng giết em, đừng giết em, đừng giết em, đừng mày giết em. mày gọi Thôi cậu bình tĩnh đi, cậu bình tĩnh đi cậu ơi. Cậu... à, mày gọi nữa hả? Mày, 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 mày. Ơi đi ra để tôi bắn mày. Còn mày định gọi cảnh sát luôn cái gì? À, mày tính 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 nè, đánh gọi là kiến sắt này, kiến sắt đây, kiến sắt đây. Thì em thấy coi chừng tụi nó gọi. Ê, ê, để ta đập, để tôi đập mấy cái tụi này nó có điện thoại, để tôi tắt máy vô. Khoan để tôi thấy nha, tôi đi vào sâu vào trong coi có gì. Ui bên đây có mấy cục sắt này không, để tôi vô đây thử nha. Đâu? Ông cứ đi ra ngoài kia tìm cái xác đó đi. Ok. Trời, bây giờ cô cúp Trời đi. ơi, chúng ta có vàng rồi. Đâu? Nè. What the fuck, vào rồi. Yeah. Ủa khoan mà, nó nói là có tới chiếc xác bên đây nè, ông qua thử xem sao. Thôi ông đi đảo mấy kia đi. Được rồi. Rồi ông lo đó nha. Ý. Wow, chết mẹ con mang tới. Chưa 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 mẹ ơi, chưa chưa chưa. Lập lại, lập lại. Ôi, đọc lẽ đi. Hình như cảnh sát gần tới thôi chứ không chưa tới đâu. Ôi, thầy gì nghe. Chúng ta vào tối rồi. Chúng ta vào rồi. Mà nó mà tới phải xử lý làm sao? Ê, đập hết kim cương chưa? Đang cố gắng đập bên này nó nhiều quá ông ơi. Lẽ à, lúc đó tôi nói cái ông chủ cho em chén cúp đi. Em nói đúng rồi đó. Em cho. Ông ơi, chúng ta vào rồi. Chúng ta vào rồi. Đào hết, trời ơi. Hôm nay chúng ta một ngày thật là tốt lành. Để tôi đập, mấy cái đuốc chiếu sáng rồi. Ông đem vô đây cho tôi một miếng sáng để tôi đập nó ra hết rồi. Trước khi công an tới chúng ta phải đập nó ra hết. Không chịu sống cái gì. Nhiều quá, ta vào rồi. Ta vào rồi, thế này thì cũng đủ tiền. Cũng đủ tiền để sinh sống rồi. Trời ơi, vui quá các bạn ơi. Hí hí. Ta sẽ chúng ta cái đi vào. cũng có đâu nè cậu. Nghĩ vậy. Trời ơi. Trời ơi, quá nhiều. Ê, cậu coi coi công an tới chưa vậy? Chưa. Đâu hả? Chưa gì chưa. Nãy tôi đập mấy cái máy của tụi nó rồi. Chắc là không biết đâu ha. Trời ơi, nhiều quá. Mấy này chúng ta cũng có tiền để trả thôi. Trả cái ông chủ thôi, trời ơi. Chứ không phải không cho ra đường ở là cạn lời luôn đó. Ổng cho mướn cái nhà khoảng chừng có 1.000 đồng. Mà ổng cho thằng nhà đắt luôn mới ghét. Mà bằng cục đất luôn mới ghét chứ. Ghét phải. Sorry sorry. Tại vì nhìn đánh tôi. Trời ơi nhiều quá. Cứ
như vậy mà đào thôi. Yes, yes. Lần đầu tiên trong đời chúng ta đều đi cướp ngân hàng mà không hề có cảnh sát tới. Yes, yeah. Lần đầu trà. Trời ơi, ông chủ. Trời ơi, chỉ có cái giáp với cái đầu xương, với cái súng, với cái kiếm. Trời ơi, có nhiều đây sao đâu lại, phải không ông? Với cái cúp nữa. Trời ơi. Ui, mấy cái này tới 100 tỷ chứ mày, mấy cái này tới 100 tỷ mà tự nhiên cũng kêu trả chị không biết nữa. Chạy ra hết rồi, ok. Đi thôi, đi thôi. Quy quy quy. Ơi cái sắp tới rồi. Chết mẹ rồi. Dừng. À, cái xe rồi á. Anh đã bị bắt. Rồi. Anh đã bị bắt vì tạm cướp ngân hàng. Buồn. Mình bị bắt rồi. Đào ơi. Hù. Đào đi. Giờ phải đào rồi. Mình đang quay đó. Giờ kia từ bỏ đi. Giờ đi bán lá đu đủ ở đây. Trời ơi buồn quá. Chỗ này bận thẻ này. Cậu ở đó cho tôi. Tôi tuyên bố cậu ở đây là phải tới chừng 2-3 tháng cậu mới được thả ra. Trời ơi, chỗ mưa bằng hiểu này. Bây giờ mưa nữa chứ. Cấp đoàn đọc 2-3 tháng xa cuối cùng cũng ra được. Cảnh sát ơi, chỗ ra 2-3 tháng rồi. Ok, để tôi chút xíu. Nếu muốn ra thì tôi sẽ đưa anh ra bằng đường này. Anh thấy sau lưng anh không? Có cái đường đi đó. À. Rồi anh đi xuống đó và anh đi tới. Đó. Anh thấy chưa? Đó, tôi phải đào ở đây ra nữa. Đó. Ui da da, cúp mũ người gãy luôn. Cái thằng bạn của mình chắc nó vẫn còn đó. Giàu rồi. Đó. À, rồi cảm ơn nha. Ừ, không có chi. Nói nghe nè. Ừ. À, tôi không có làm như vậy đâu. À, tôi muốn nói một điều là... À. Muốn nói điều gì? Hả? Thôi, nó nhẹ hơn mình chết thôi. Rồi... Chích bà xuống mất đạn rồi. À. Trời ơi. À. Ê, đúng rồi, mình chết thì mình sẽ quay lại. Ha, à, nó ngu quá. À. À. À, nó chết rồi. À, chết rồi, nó chết rồi. Lấy đồ. Ôi, cậu ơi, cậu ơi. Cậu ơi. Lấy đồ nó hết. Cậu ơi, tên cảnh sát đâu rồi? Giết nó rồi. Ha. Bây giờ à, chúng ta là già rồi. Yes. Ê, có một cái gì trong, ê, có một cái gương trong đó kìa cậu. Tôi tới sẽ đào nè. Mình hồi nãy mình đưa cho cậu hết đồ để mình trốn thấy rồi đó. Ê, có cái cung. Ủa, mình có súng không ạ? À? Đưa mình lại cái súng đó đi. Hồi nãy mình bị cảnh sát vượt quá trời cho nên mắc luôn cái súng rồi. Nè, súng rồi. Mắc luôn cái bộ đồ hồi nãy bị cảnh sát ra tập thu luôn. Vãi cái lề ra. À, thật ra tôi đã lấy được cái súng, lộn lên cái đồ bạn rồi nè cậu nè. Rồi đi thôi, phàn. Lỡ, phàn. Có ai đều. Còn gì nữa không? Không. Đi vậy thôi. Vậy thôi. Yeah, vào rồi. Yeah. Mướn cho ông chủ ơi. Yeah. Ai, đúng là chúng ta đã có một ngày yên bình rồi. Ngày bà Hán. Trời ơi. 2-3 tháng cậu ở đây có làm gì không? 2-3 tháng hả? Thì trong khi đó là mình đang đi trốn thoát khỏi cái bọn cảnh sát này. Bọn cảnh sát này nó đuổi theo mình dài lắm. Ê, chết bà 2-3 tháng ông chủ kêu rồi đó. Chết bà không. Ê. Mình phải để thôi. Để ông chủ ơi. Mình không thấy ổng đâu hết trơn á. Ủa không có nhà hả? Mình không thấy. Hình như... Mà khoan đã. Khoan, coi hình... chừng ổng bị sát hại đó. What? Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm ổng. Ok.